Ok nhá, xin chào tất cả các bác nhá. Ở ngày hôm nay thì này em có dọn kho thanh lý được một ít hàng ở đây, thì là em sẽ báo giá cũng như là để cho các bác cùng tham khảo các bác nhá. Số lượng là có 3 chiếc quả ni nguồn và 3 chiếc vang và một đôi bát các bác nhá, một đôi bát. Thì là cái quả ni nguồn này là lần trước là 900.000, thì là chưa bao ship. Thì là bây giờ này em 900.000 em bao ship luôn cho bác còn 3 cái thôi. Đây hàng trưng bày bán nốt cho các bác. Giá lần sau sẽ là lại về 950.000 tiền cước, lần này em 900 em bao ship luôn cho các bác nhé. Và đôi bát JB 400 đến 1200W, có nghĩa là công suất khởi động là 400W và đạt đỉnh là 1200W các bác nhé. Và sử dụng là từ 19 côn 76 các bác nhé, từ 19 côn 76 cực kỳ nặng luôn các bác nhé. Nếu mà em đang cầm một tay như này là em xách lên là không thể nào, là rất là nặng các bác nhé. Là để cho các bác là 1.500.000 đồng đôi loa này có thể đánh được sự kiện ngoài trời, để lắp vào trong nhà đánh thì nó rất là nhẹ nhàng, và cục đẩy nhà các bác ít nhất phải 600W trở nên thì mới đánh được cái cặp bát này các bác nhé, là 1.500.000 đồng. Đấy, 1.500.000 đồng các bác nhé, rất là rẻ rồi. Nếu mà các bác mua bình thường nó phải rơi vào khoảng 2.000.000 đến 2.100.000 đồng, bởi vì giá nó ngày càng tăng. Đấy. Thanh lý cho các bác một cặp duy nhất thôi, một cặp duy nhất và ba con vang, vang QTS 600. Hàng này là chỉ nó vẫn hàng trưng bày, là để cho các bác là 900.000 thôi nhá, 900.000 QT Acoustic 900.000. Và chiếc vang Davis này là 700.000 này. Davis mang mã hiệu là DSP 9000 các bác nhé. Con này ngày trước nó tầm 1.500.000 đến 2.000.000, giờ là 700.000. Và một chiếc vang của hãng AV Brazo để cho các bác 600.000 các bác nhé, 600.000 đồng. Rồi ok, em cũng có vài cái món thanh lý thôi. Các bác nào có nhu cầu thay thế cái bát xịn hơn thì các bác lấy cầm này là đánh là đẳng là chết rồi, không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều các bác nhé. Ngân vải tầm dò, ánh tiếng cực kỳ bay, côn 76 nhện vàng, cặp này là các bác lấy là không bao giờ sợ thiệt thòi. Ok, chào các bác ạ.